Mọi người đều có những ước mơ vượt lên những mơ ước bình thường. Chúng ta hãy ước mơ thật lớn, ước mơ một thành phố hiện đại, năng động, bền vững, với đầy đủ các loại hình phát triển phục vụ cho cuộc sống, khu ở tiện nghi, cao cấp và gần gũi với thiên nhiên. Trung tâm chính trị hành chính tập trung được xây dựng hiện đại, thân thiện và hiệu quả. Vùng công nghiệp và công nghệ cao kết nối thuận lợi, hài hòa với trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng, tạo điều kiện thúc đẩy mọi hoạt động kinh doanh. Môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế với đầy đủ tiện nghi, phục vụ hiệu quả cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Mọi ước mơ đều trở thành hiện thực. Thành phố mới Bình Dương, một thành phố khoa học, công nghệ và tri thức, điểm đến cho tất cả.